trong canh tác lúa, làm thế nào để quản lý cỏ đạt hiệu quả. Nội dung cụ thể sẽ được tiến sĩ Hồ Văn Chiến hướng dẫn chi tiết. Dạ, kính thưa bà con nông dân và quý vị xem đài thân mến. Trong canh tác lúa hiện nay chúng ta thấy là cái cỏ dại là một cái dịch hại rất là quan trọng và cái mật số cỏ trong ruộng lúa càng ngày càng nhiều. Và chúng ta thấy là nếu mà trong cái ruộng lúa mà cỏ dại chúng ta phòng trị không tốt thì nó có thể thiệt hại năng suất từ 10 cho tới 30%. Trong cái ruộng lúa chúng ta thấy nó có 3 cái nhóm cỏ. Một là cái nhóm cỏ một lá mầm, cái thứ hai là hai lá mầm và cái thứ ba là cỏ lá rộng. Thành ra chúng ta tùy theo cái loại cỏ mà chúng ta có thể là phòng trị. Cái hột cỏ là nó nhỏ và nó đi qua các cái nhiều đường khác nhau. Tôi lấy thí dụ như cái giờ con vịt mà nó qua cái ruộng lúa nó ăn, mà chỗ đó có nhiều cỏ thì nó qua nó thải phân cái ruộng mới, thì đó là cũng là một cái con đường lây lan qua cái hột cỏ dại. Và cái nữa là theo gió thì bà con mình biết cái hột cỏ nó rất nhỏ. Nó có những cái hột cỏ nó có thể là 0,03mg trên một hột. Thành ra nó rất nhỏ, gió nó đưa cái là nó đi rất xa. Còn cái vấn đề căn hành, tức là những cái loại cỏ mà nó có căn hành, bà con thấy là nó đứt khúc, nó lên lại cái tược mới. Thành ra chúng ta thấy là cái sinh sản của cỏ dại càng ngày càng nhanh. Và cái hột cỏ nó nằm trong đất đó, thì IRI họ gọi là cái seed bank, tức là cái ngân hàng của cái hột cỏ là đất. Thành ra chúng ta thấy là cái hột cỏ nó nằm trong đất có thể là 5 năm, 10 năm, thậm chí có những hột cỏ có thể là 50 năm nó mới lên. Thành ra chúng ta thấy quản lý cỏ thì nó hơi phức tạp nhất. Cái thứ nhất là về cái canh tác, thì khuyên bà con nông dân chúng ta là biết cái ruộng chúng ta cỏ loại cỏ nào và làm đất cho nó kỹ chút. Là một là loại cây cỏ ở trong cái đất trước, chúng ta cài đi, rồi bơm nước lên, rồi xới, thì những cái hột cỏ nó mới lên đó, thì chúng ta có thể là diệt được cái đợt đầu. Cái thứ hai đó là cái trồng cái hột giống, thì chúng ta thấy hột giống mà chúng ta chọn cái giống mà xác nhận nó ít hột cỏ hoặc là không có hột cỏ. Và cái thứ ba chúng ta xạ thưa để chúng ta quản lý cỏ dại nó dễ. Bà con xạ dày quá là khi mà cây lúa nó lên á, chúng ta phun rất khó trúng cây cỏ mà trúng cây lúa không, thành ra nó vẫn còn sót lại. Và cái nữa là chúng ta chú ý là cái con đường lây lan của nó, ngoài cái vấn đề là cái gia súc gia cầm, còn cái nữa là cái dụng cụ lao động chúng ta, ngay cả cái máy gặt đập cũng vậy, nó cũng có thể là mang cái hột cỏ đó đi. Thành ra chúng ta quản lý tổng hợp nó theo đường nước đó nha bà con. Thành ra chúng ta phải quản lý cho nó tốt. Còn cái ém nước thì khi bà con xạ rồi á, thì bà con có thể là giữ cái nước ở trong ruộng để cho chi cái hột cỏ nó thiếu oxy, nó không có nảy mầm được. Và khi mà chúng ta biết cái ruộng chúng ta có cái loại cỏ nào đặc biệt, nhất là cỏ một lá mầm, ví dụ như cỏ lồng vực, cỏ lông công, cỏ đu phụng đó, thì nó là cái hột cỏ nó rớt xuống ở ruộng chúng ta rất nhiều. Do vậy mà chúng ta nên sử dụng cái thuốc tiền nảy mầm. Rồi cái nữa là ví dụ như cỏ cháo, cỏ chát, rồi bạc bợ này kia đó, thì chúng ta sử dụng cái hậu nảy mầm. Hậu nảy mầm là bà con mình nên phun sớm, tức là tôi thấy là từ 7 cho tới 10 ngày là hiệu quả cao nhất. Còn nếu bà con để cây cỏ mà nó lớn quá thì 4 5 lá dường như hiệu quả nó không cao. Và khi chúng ta tăng cái liều lượng thuốc lên á thì nó sẽ ảnh hưởng tới cây lúa. Và đặc biệt là bà con đừng bao giờ cộng hai loại thuốc lại với nhau, tại vì nhiều khi nó phản cái tác dụng, nó không hiệu quả cho cây cỏ mà nó lại hại cây lúa. Thành ra chúng ta là mua cái loại thuốc nào chúng ta nên phun cái loại thuốc đó. Và đối với cái thuốc cỏ là con dao hai lưỡi, bà con nên chú ý chúng ta không tăng nồng độ, không pha trộn, phun cho nó đủ cái liều lượng nước. Và chúng ta thấy nhiều bà con cũng có thể là cộng với cái thuốc sâu hoặc là thuốc trị bọ trĩ, và ngay giai đoạn đầu thì tôi khuyên bà con nên tách ra, không có cộng chung như thế. Và cái sử dụng bét phun thì bà con chú ý cái là cái bét là cái bét đặt, tại vì hiện nay chúng ta có hai cái loại bét, tức là nó gọi là bét rỗng với bét đặt. Cái bét rỗng là sao, là bà con nhìn vô cái bét nó có cái lỗ ở trên đó, thì trên miệng nó có vét xung quanh chút, thành ra chúng ta thấy cái lỗ nó hơi rộng hơn. Và cái bét này là khi bà con phun là phun cho sâu, lý do là nó có ra nó giống như cái dòng hào quang nữa. Thành ra cái chỗ cây cỏ mà nó không dính được cái thuốc thì coi như cây cỏ không chết, thì cái bét đó là để chỉ cho sâu thôi.
Còn đối với cây cỏ và bệnh thì bà con xài cái bét đặt, đó là bà con nhìn vô cái lỗ bét đó, nó thẳng luôn, nó không có vét cái miệng ngoài. Thì cái đó là phun ra là chỗ nào cũng có cái thuốc hết. Thì cái đó để trị bệnh. Tại vì cái vết bệnh mà không có trúng được cái thuốc đó, thì nó không hết. Còn cây cỏ không trúng được thì nó cũng không chết. Thành ra chúng ta xài bét đặt thì nó chỗ nào nó cũng có cái thuốc tới đó để nó diệt. Và bà con biết rằng cái quản lý cỏ dại, đặc biệt nhất là những cái loại thuốc mà hậu nảy mầm, bà con nên đổi cái cách tác động của cái loại thuốc. Cái giai đoạn 2 đó thì chúng ta thấy là cái cây trồng nó có hai cái giai đoạn quang tổng hợp. Thì cái giai đoạn 2 đó nó thành lập cái chlorophyll, là thành lập cái màu xanh. Khi mà quang tổng hợp tốt thì cái cây trồng chúng ta màu xanh đậm hơn. Và khi mà sử dụng thuốc cỏ, nó ức chế cái giai đoạn 2, tức là nó không cho cái lá cỏ tổng hợp cái chlorophyll, thì nó chuyển sang màu vàng, không còn màu xanh nữa. Thì sau đó mất cái màu xanh là cây cỏ nó chết. Riêng cây lúa thì nó không bị. Ngoài ra những cái cơ chế tác động khác, ví dụ như nó ức chế cái chuyển điện tử ở trong cây tế bào, rồi nó ức chế tổng hợp protein vân vân. Thì thành ra chúng ta phải chuyển đổi, tức là luân phiên với nhau các cái cách tác động khác nhau để cho cây cỏ nó đừng kháng thuốc. Tại vì cây cỏ kháng thuốc là bà con biết rồi, khi mà chúng ta phun thuốc nó không có kháng. Và khi cây cỏ nó dính thuốc mà nó còn sống thì lúc đó nó mới hình thành cái gen kháng. Do vậy mà chúng ta thấy cây cỏ nó hình thành cái gen kháng này, nó bay qua cây phấn của nó qua một cây ruộng cỏ khác, cây chùm cỏ khác, và từ cái chỗ hổng kháng nó trở thành cái cỏ kháng. Thành ra chúng ta thấy càng ngày nó càng kháng thì cái lai xa của nó càng ngày càng nhiều. Và chúng ta khó mà sử dụng cái thuốc trừ cỏ nhiều năm là như thế. Chúng ta phải luân phiên liên tục để cho cái thuốc trừ cỏ nó còn bền trong đồng ruộng. Tức là một cái loại thuốc chúng ta có thể sử dụng 4-5 năm hoặc là 10 năm vẫn còn được. Còn nếu bà con để cho nó kháng ngay á, thì coi như cái thuốc đó chúng ta không sử dụng được, rồi chúng ta phải chuyển hoàn toàn qua cái loại thuốc khác. Dạ, xin cảm ơn bà con. Những lưu ý quản lý cỏ hiệu quả: làm đất kỹ, bơm nước lên ruộng, sau đó cày trục lại cỏ sẽ chết, chọn giống lúa xác nhận để gieo xạ thưa để dễ quản lý cỏ, sử dụng thuốc cỏ tiền và hậu nảy mầm diệt cỏ. Nên sử dụng thuốc diệt cỏ hậu nảy mầm trong thời gian từ 7 đến 10 ngày sau rạ. Cần đuổi gốc thuốc diệt cỏ thường xuyên. Không tự ý tăng nồng độ thuốc. Không pha trộn các loại thuốc diệt cỏ và thuốc sâu hay thuốc diệt bọ trĩ. Chọn bét phun thuốc là bét đặc, có lỗ thẳng. Không nên cộng nhiều loại thuốc diệt cỏ trong một lần phun.